AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sáu Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai chiến thuật có tên gọi là Ragnarok Arena Monster. Con game này là một con game nhập vai chiến thuật thể tướng được xây dựng dựa trên IP rất nổi tiếng Ragnarok. Thay vì là những con game MMORPG trước đây thì với con Ragnarok Arena này thì nó sẽ đi theo phong cách game nhập vai chiến thuật thể tướng nhá. Game này mới ra mắt ở trên Google Play cũng App Store nhưng mà hình như là chưa có tiếng Việt đâu anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con Ragnarok Arena Monster này để xem nó có gì thú vị hay không nhá. Rồi mình sẽ đăng nhập vào tài khoản khách thôi, thế cho nhanh. Và chúng ta sẽ vào game. Hiện tại là game cũng đang thu hút được rất nhiều anh em game thủ. Đây là phần cốt truyện này. Dạng game này thì mình nghĩ là không có tiếng Việt đấy anh em, chơi rất là tốt nhá. Rồi mình sẽ bỏ qua cốt truyện đi, thực ra thì cũng không quá quan trọng đâu anh em ạ. Nó vẫn dựa trên các cái nhân vật và các tính năng của con game Ragnarok Arena Monster này thì nó vẫn dựa trên IP Ragnarok nhá. Nhưng mà như mình đã nói đấy, cách chơi nó sẽ hoàn toàn khác, nó không phải là dạng game nhập vai thế giới mở nữa rồi mà là dạng game nhập vai chiến thuật thể tướng. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên cho nhân vật nha. Sói Bạc mình sẽ chơi nhân vật nữ đi. Rồi chúng ta sẽ vào game. Đây có Pering này, một cái một nhân vật rất là biểu tượng của Ragnarok. Ở đây thì tí nữa mình sẽ chỉnh đồ họa đi. Ở đây là mình đang chơi bằng giả lập ấy nên là nó chưa được nét cho lắm. Chắc là tí nữa mình sẽ chỉnh đồ họa lên, trông nó hơi mờ đúng không. Ở đây cứ chơi qua phần hướng dẫn tân thủ đã. Tạm thời là như vậy nhá, đồ họa nó không xấu đến này đâu. Cái này là do giả lập của mình thôi. Tí nữa mình sẽ cài đặt lại cái phần giả lập. Đây, đại loại thì chơi như những con game nhập vai thể tướng chiến thuật khác thôi. Các bạn sẽ chiêu mộ các nhân vật mới, xây dựng đội hình. Đấy, một tổ đội tối đa là chắc là game này tầm 5 hoặc 6 thành viên gì đó. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu sau. Đây, game thì cũng có tính năng auto và tăng tốc nhá mọi người nhá. Qua ải 2.1 thì sẽ mở khóa tính năng này. Hiện tại thì mình sẽ bấm avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng này. Đó, các bạn sẽ có những cái avatar nhân vật ở trong đội hình của bạn và các bạn bấm vào khi mà nó đầy năng lượng để sử dụng kỹ năng. Rồi, game vẫn theo kiểu dạng vượt ải thôi. Đây, chúng ta có tính năng triệu hồi này. Chắc chắn rồi, hay còn gọi là gacha đấy. Các bạn sẽ chiêu mộ ra các cái thành viên mới. Và đây cũng là tính năng làm tiền của con game này. Đây, chúng ta sẽ được nhân vật mới. Đây, có một đoạn intro giới thiệu này. Tất cả những cái con quái vật xuất hiện ở trong Ragnarok từ trước đến nay thì nó sẽ xuất hiện ở trong tựa game này nhá. Nhưng mà thay vì các bạn tiêu diệt quái vật thì nó sẽ là thành viên của đội hình của bạn. Đây, chúng ta quay ra được một nhân vật có tên gọi là Evil Snake Lock, hạng SS. Mình thì cũng không phải là fan quá cứng của Ragnarok nên mình không thể nhớ hết được những con quái vật ở trong game này. Mình chỉ nhớ mỗi con Pering thôi anh em ạ. Đây, mình chỉ nhớ mấy con nó xuất hiện trên màn hình này thôi. Đây, chúng ta sẽ cho thêm đội hình mới nhá. Đấy, 4/5 rồi. Hình như là cho được tối đa 5 ấy. 5 nhân vật ra trận. Đây, kéo thả xuống này. Rồi, test đội hình mới. Game này thì quái vật ấy nó cũng chia thuộc tính nhá. Và có sự khắc chế giữa các thuộc tính. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu. Anh em sẽ không phải làm gì cả. Trừ việc là bấm vào kỹ năng của nhân vật. Tất nhiên là... Đây, bấm này. Các bạn bấm thật nhanh và bấm liên tục thì sẽ tạo combo nhá. Nó sẽ gây thêm 25% sát thương. Đấy, game này thì có một cái phần gọi là phần combo. Khi mà các bạn nên đợi tất cả nhân vật có thể sử dụng kỹ năng ấy, các bạn bấm liên tục vào thì nó sẽ tạo thành một combo và nó sẽ gây thêm sát thương. Đơn giản là vậy thôi. Chúng ta sẽ ra ngoài nhá. Ở đây chúng ta sẽ có phần Prontera. Đấy, chúng ta sẽ có phần... cũng có phần chọn job này. Cái phần chọn job này thì nó cũng là một cái rất là đặc trưng của Ragnarok. Đấy, nhưng mà ở trong dạng game chiến thuật này thôi mà các bạn có thể chọn job cho nhân vật chính. Đây, chúng ta sẽ có các cái phần... chúng ta sẽ có 6 cái chức nghiệp. Đó, Swordman này, Mage này, Ankolai này, Mechan này, Thief này và Archer. Đấy, đây là 6 chức nghiệp rất là quen thuộc với bạn nào mà từng chơi Ragnarok rồi. Thì với con Ragnarok Arena này thì các bạn cũng có thể chọn chức nghiệp nhá. Chúng ta sẽ chọn cái việc chọn chức nghiệp này để sau này các bạn sẽ có kỹ năng của nhân vật ấy. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn thương nhân đi. Mình sẽ chọn thương nhân. Đấy, nó sẽ có các cái bộ kỹ năng ở đây này. Và chọn đây nhá. Ok. Mình không ngờ là đây là một con game chiến thuật thôi nhưng mà nó cũng có cái đặc tính năng đặc trưng của Ragnarok từ trước này, đó là tính năng chọn chức nghiệp và có thể là sẽ có cả chuyển chức nữa. Khá là hay. Đấy, ở trong cái phần Prontera này, Prontera là cái thành mà khi mà các bạn chơi Ragnarok thì ở trong thành này các bạn sẽ đi học ở thành này và lên level 10 thì các bạn sẽ nhận nhiệm vụ chuyển chức đấy.
Thì đấy, như mình đã nói thì cái con Ragnarok Arena Monster này này, nó là game thẻ tướng nhưng mà nó vẫn giữ được những cái đặc trưng của Ragnarok, của cái thương hiệu Ragnarok. Đấy. Rồi chúng ta có phần nhân vật này, các bạn để nâng cấp nhân vật của mình lên nhá. Nâng level này. Rồi mặc trang bị, chúng ta sẽ có tính năng mặc trang bị cho nhân vật. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn để cho mọi người có thể làm quen. Rồi chúng ta tiếp tục vật ải này, chơi lần tiếp. Đấy, ở đây thì mình đang chơi theo hướng dẫn của game mà đồ họa chưa được nét cho lắm. Tí nữa thì mình sẽ test kỹ, chỉnh lại, tinh chỉnh lại đồ họa một chút. Đây nhá, combo thì rất đơn giản. Đây nó hướng dẫn combo này. À đây là kỹ năng của nhân vật. Đó, khi các bạn vào chọn được chọn nghề nghiệp đấy, chọn chức nghiệp thì các bạn sẽ có kỹ năng. Ui, hiệu ứng kỹ năng làm rất là đẹp luôn nhá. Game này thì vẫn là hình ảnh game 3D thôi anh em ạ. Và rất là đẹp. Đấy, bấm vào avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng combo. Lúc đầu ấy, lúc bạn vừa thấy là kỹ năng của nhân vật chính nhá. Nó đầy năng lượng thì có thể sử dụng và bên cạnh đó là có các kỹ năng riêng của những cái nhân của các cái đồng hành của các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ra này, có phần bắn vào job gui này, có phần tiến hóa. Các bạn sẽ sử dụng tài nguyên để tiến hóa cho nhân vật của bạn đúng không? Đây. Chúng ta sẽ tiến hóa lên. Ồ. Đó, chúng ta sẽ tiến hóa và tăng chỉ số cho nhân vật của mình. Game hướng dẫn kỹ dã man luôn. Nói chung là các bạn chơi qua phần hướng dẫn này thì cũng sẽ hiểu được cái cách chơi của con game Ragnarok Arena Monster này nha. Game cũng rất là dễ hiểu thôi. Đây, cho mình sẽ cho 5 quái vật ra trận luôn. Đây, chúng ta sẽ có phần khắc chế thuộc tính nhá. Lửa, nước khắc lửa, lửa khắc đất, đất khắc gió, gió khắc nước. Và chúng ta có hai thuộc tính chuyên biệt đó là ánh sáng và bóng tối. Thật ra thì có 7 thuộc tính cơ. Một cái thuộc tính là neutral. Cái thuộc tính neutral này thì nó sẽ không bị chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ cái nguyên tố nào cả. Nhưng mà mình nghĩ là sau này thì các bạn sẽ chơi chủ yếu là thuộc tính ánh sáng và bóng tối thôi. Thường thì các game thẻ tướng chiến thuật nó đều như vậy à. Đây, vuốt lên để sử dụng kỹ năng của nhân vật nhá. Đấy. Các bạn để skip bỏ qua cái phần animation này ra. Đây. Đây, mình để tắt bật tắt cái animation này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy. Combo kỹ năng này. Đó. Những cái ải ban đầu này thì bao giờ nó cũng khá là dễ thôi, sau mới khó hơn anh em ạ. Rồi, tiếp tục nha. Đấy. Tiếp tục này, chúng ta sẽ đây chơi qua rồi, đợi tí mình sẽ cài đặt nhé. Chúng ta sẽ có phần graphic mình chỉnh lên cao nhất luôn. Ok, các bạn thấy là nét hơn rất là nhiều rồi đúng không? Lúc đấy là do cái giả lập này nó để mặc định nên là nó hơi xấu một tí, bây giờ thì đã nét sắc nét hơn cực kỳ nhiều rồi. Nhiệm vụ 7 ngày này. Đấy. Nói chung là cách chơi thì vẫn là như những con game nhập vai chỉ cho thẻ tướng thôi. Đấy, nhận thưởng miễn phí toàn bộ đi. À, chúng ta sẽ có những cái vé quay tướng đây thì mình sẽ vào quay tướng nhá. À, chúng ta có tướng mới này. Tổng cộng lên đến 500 monster và 7 hero các anh em ạ. 500 monster và 7 hero. Wow, rất là nhiều luôn. Con số rất là nhiều luôn ý. Rồi, chúng ta... Rồi tiếp tục này. Rồi tiếp tục nha. Đây chúng ta có phần ô cái nhận thưởng hết rồi mà sao nó vẫn thông báo gì ta. Đây triệu hồi này, chúng ta sẽ xem phần tỷ lệ đi. Mình sẽ xem phần tỷ lệ nha. Xem là tỷ lệ ở đâu ta. Các bạn sẽ dùng mấy cái miếng gỗ này để chiêu mộ đó. Nhưng mà mình Ủa đây tỷ lệ đây mọi người ơi, hero SS là monster, nó gọi là monster SS là cao nhất là monster là 5,01% nhá, 5,01%, cấp S là 45%, cấp A là 49,99%. Đó, mình chủ yếu là mình thấy là có hiếm là cái hệ ánh sáng vùng tối này rất là hiếm này. Đây, cấp SS thì quay thử 10 lần em đang được tặng 10 lần này, quay thử luôn. Quay luôn này. Đó, được một hero gì đây? Có vẻ xịn. Thôi mình cứ quay tiếp đi. Cấp tím. Vừa lúc nãy được một tím là SS là cao nhất rồi. Đó, lại được một hero tím nữa. Rồi, chúng ta sẽ quay... tiếp tục quay 10 lần cái này nhá. Skip này.
Ui, được rất là nhiều hero tím luôn này. Đấy thì đây là những cái ưu đãi của game này thì các bạn có thể chiêu mộ ra nhá. Thì sau khi mà có những cái monster mới thì các bạn tiếp tục sử dụng và nâng cấp chúng lên thôi. Đây, mặc trang bị này. Đấy, nhớ phải nâng cấp các... Tức là game này thì ngoài quái vật ra thì các bạn phải có hero nữa. Đấy. Sau này các bạn sẽ sử dụng... Trong một đội hình của bạn thì bắt buộc là phải có một hero và bốn quái vật nhé mọi người nhá. Trong một đội hình thì sẽ bắt buộc sẽ có phải có một bốn hero và một hero và bốn quái vật. Thì đây một cái lưu ý khi mà các bạn chơi con game Ragnarok Arena Monster này. Rồi chúng ta sẽ chơi thử test thử đội hình mới đi, bỏ qua này. Đây, mình sẽ test thử đội hình mới nha. Đây, nhớ phải cho hero ra trận, bắt buộc là phải có một hero nhá. Đây, mình sẽ ưu tiên là sử dụng những cái hero phẩm cấp tím cho ra trận luôn. Đấy, tối đa là chỉ được... đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ tối đa là 4... một hero và 4 quái vật. Rồi, tiếp tục... không biết là sau này có cho thêm không, nhưng hiện tại là như vậy. Rồi, đánh chay thôi. Đấy, nhìn chung thì cách chơi của con Ragnarok Arena Monster này thì cũng không phải là quá phức tạp nha mọi người nhá. Đấy, dạng game nhờ vào chiến thuật. Ôi. Và được cái là game này thì hiệu ứng kỹ năng rất là hoành tráng và rất đẹp anh ạ. Đấy thì bạn nào mà yêu thích thương hiệu Ragnarok, thích dạng game nhập vai chiến thuật thẻ tướng thì có thể tải và chơi thử con Ragnarok Arena Monster này nha. Ok, cảm ơn anh đã theo dõi video này của Sao Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.